Lương Mỹ Linh và Lương Minh Châu xin chào mừng quý vị đến với chương trình tin tức của Đài Sài Gòn TV. Và hôm nay là thứ Tư ngày 26 tháng 4 năm 2023. Và sau đây là những bản tin chính trong ngày. Xin kính mời quý khán thính giả theo dõi. Và kính thưa quý vị, mở đầu là phần tin thế giới. Đức Giáo hoàng Francis thay đổi quy định của Vatican. Đức Giáo hoàng Francis vừa thông qua cải tổ hoạt động của giáo hội, theo đó cho phép phụ nữ có thêm tiếng nói trong quy trình ra quyết định tại Vatican. Vatican ngày 26 tháng 4 thông báo Đức Giáo hoàng Francis đã phê chuẩn các cải cách trong hoạt động của Thượng Hội đồng Giám mục, cơ quan có sự tham gia của giám mục từ toàn thế giới. Thượng Hội đồng Giám mục nhóm họp định kỳ thường niên. Vào cuối phiên họp, các giám mục sẽ bỏ phiếu về các đề nghị để trình Đức Giáo hoàng quyết định. Trước đây, chỉ nam giới có quyền bỏ phiếu, nhưng với cải cách vừa được thông qua, sẽ có 5 nữ tu cùng 5 mục sư đại diện cho các dòng tu được tham gia bỏ phiếu. Bên cạnh đó, Đức Giáo hoàng Francis cũng bổ nhiệm 70 người không phải là thành viên của Thượng Hội đồng Giám mục, một nửa trong đó là phụ nữ, và cho phép họ bỏ phiếu về các vấn đề đề nghị lên Giáo hoàng. Đức Hồng Y Mario Grech cho biết, với những thay đổi vừa được thông qua, 21% thành viên tham dự cuộc họp tháng 10 tới của Thượng Hội đồng Giám mục sẽ không phải là giám mục, một nửa trong đó là phụ nữ. Kể từ khi nhận sắc phong, Đức Giáo hoàng Francis tiếp tục truyền thống trước đây của Vatican không phong tước mục sư cho nữ tu. Tuy nhiên, Ngài đã có những quyết định giúp phụ nữ có tiếng nói lớn hơn trong quy trình ra quyết định của Vatican. Đức Giáo hoàng Francis đã bổ nhiệm nhiều phụ nữ vào các vị trí quan trọng trong giáo hội. Hoàng tử Anh quốc William nhận được một khoản tiền dàn xếp khổng lồ từ công ty của tỷ phú Murdoch. Hoàng tử Anh William đã lặng lẽ nhận một khoản tiền rất lớn từ công ty truyền thông của tỷ phú Rupert Murdoch, theo một thỏa thuận hồi năm 2020 để giải quyết kín đáo một vụ xâm nhập điện thoại. Thông tấn AP và tờ The Guardian đã dẫn các tài liệu trong tòa trong một vụ kiện mới đã được Hoàng tử Harry là em trai của Hoàng tử William nêu ra. Hoàng tử Harry đăng kiện News Group Newspapers là công ty chủ quản của tờ The Sun và tờ News of the World, vốn đã bị giải thể, về việc thu thập thông tin trái phép trong một vụ bê bối đã xảy ra cách đây 2 thập niên. Các luật sư của Hoàng tử Harry cho biết, vụ kiện mới là nỗ lực để nhằm đòi một lời xin lỗi từ công ty của tỷ phú Murdoch. Hoàng tử Harry cho biết không thể kiện sớm hơn do bị một thỏa thuận bí mật giữa hoàng gia của Anh quốc và News Group Newspapers ngăn cản. Luật sư David Shelbourne, đại diện cho hoàng tử Harry nói, thỏa thuận bí mật đã được cố nữ hoàng Elizabeth đệ nhị khi còn sống phê chuẩn. Thỏa thuận này cấm các thành viên của hoàng gia tiến hành các vụ kiện trong tương lai. News Group Newspaper đã bác bỏ những thông tin về bất cứ một thỏa thuận bí mật nào giữa họ và hoàng gia Anh quốc. Theo lời của Hoàng tử Harry, thì News Group Newspapers đã đạt được thỏa thuận ngầm với Hoàng gia vào một thời điểm nào đó trước năm 2012. Theo một phần của thỏa thuận, các hoàng tử sẽ trì hoãn các thủ tục pháp lý chống lại khối này để đổi lấy việc nhận được một lời xin lỗi vào một thời điểm sau đó. Theo hồ sơ của tòa án, thân vương xứ Wales là Hoàng tử William, đồng thời là người thừa kế ngai vàng, sau này đã giải quyết vụ việc xâm nhập điện thoại giữa News Group Newspapers và Hoàng gia Anh quốc bằng một khoản tiền khổng lồ không được tiết lộ con số. Nam Phi đính chính tuyên bố muốn rút khỏi tòa hình sự quốc tế. Nam Phi tuyên bố nước này không có kế hoạch rút khỏi tòa hình sự quốc tế như phát ngôn trước đó của Tổng thống Cyril Ramaphosa. Chúng tôi muốn làm rõ rằng Nam Phi vẫn là một bên cam kết với Tòa án hình sự quốc tế ICC. Văn phòng Tổng thống Nam Phi Cyril Ramaphosa ra tuyên bố hôm 26 tháng 4. Văn phòng của ông Ramaphosa đính chính rằng phát ngôn trước đó của ông về việc Nam Phi dự định rút khỏi tòa hình sự quốc tế là do lỗi truyền đạt thông tin từ phía Đảng Đại hội Dân tộc Phi cầm quyền. Đảng Đại hội Dân tộc Phi trước đó thông báo với truyền thông rằng Ủy ban điều hành của đảng này đã thảo luận về việc Nam Phi rút khỏi tòa án hình sự quốc tế. Trong cuộc họp báo sau đó, Tổng thống Ramaphosa cho biết đảng của ông đã quyết định nên rút nước này khỏi tòa hình sự quốc tế. Theo Đảng Đại hội Dân tộc Phi, một sự việc ngoài ý muốn có thể đã dẫn tới hiểu lầm rằng đảng cầm quyền Nam Phi quyết định dứt khoát rút khỏi tòa hình sự quốc tế ngay lập tức. Ủy ban điều hành đảng trước đó chỉ thảo luận về việc tòa hình sự quốc tế áp dụng luật pháp quốc tế không bình đẳng và có chọn lọc. Nam Phi từng có ý định rút khỏi tòa hình sự quốc tế năm 2016, một năm sau khi hứng chỉ trích từ cộng đồng quốc tế vì không thực hiện lệnh bắt của cơ quan này với Omar al-Bashir, tổng thống Sudan giai đoạn 1989-2019.
Vào tháng 3 năm 2009, Tòa hình sự quốc tế cáo buộc ông al-Bashir chỉ đạo chiến dịch giết người hàng loạt, tấn công dân thường ở Darfur. Putin ký sắc lệnh đáp trả nếu Nga bị tịch thu tài sản. Tổng thống Nga Vladimir Putin đã cho ký sắc lệnh cho phép Nga kiểm soát tài sản của tổ chức quốc gia không thân thiện để đáp trả các lệnh trừng phạt nhắm vào Nga. Hãng thông tấn TASS của Nga đưa tin sắc lệnh được công bố vào ngày hôm qua và có hiệu lực vào cùng ngày, được thông qua do cần phải có biện pháp khẩn cấp để đáp trả lại hành động phi pháp của Mỹ và những quốc gia khác có liên quan đến việc tịch thu tài sản của Nga, công ty và công dân của Nga. Theo sắc lệnh, thì tài sản các tổ chức từ những quốc gia nói trên ở tại Nga sẽ nằm ở dưới sự quản lý hành chính tạm thời của chính phủ Nga. Nếu họ có động thái không thân thiện hoặc có mối đe dọa đến nền kinh tế, năng lượng, an ninh quốc gia, v.v. Cơ quan quản lý tài sản liên bang của Nga sẽ được cho là một bên tiếp nhận. Chi phí liên quan quản lý tài sản sẽ được bù đắp bởi thu nhập tạo ra từ chính những hoạt động này. Tổng thống sẽ là người có thẩm quyền để quyết định khi nào dừng việc quản lý tài sản. Sắc lệnh cho thấy Nga đã có những hành động trừng phạt với hai chi nhánh ở tại Nga của công ty năng lượng Đức là Uniper và công ty năng lượng ở Phần Lan là Fortum. Cổ phần ở tại hai công ty đang do cơ quan quản lý tài sản của Nga là Rosneftchnetsbank kiểm soát. Sau khi Nga xâm lược Ukraine, phương Tây đã áp đặt hàng loạt lệnh trừng phạt với Nga để đáp trả. Trong đó có đóng băng tài khoản 350 tỷ Mỹ Kim tài sản chính phủ, dự trữ ngoại hối và tài sản của các giới tài phiệt của Nga. Chủ tịch Hội đồng Âu Châu ông Charles Michel cho biết, Liên Âu đang cân nhắc về việc sử dụng tài sản tịch thu của Nga để làm nguồn tài trợ cho quá trình tái thiết Ukraine. Tuy nhiên, giới chức Liên Âu cũng thừa nhận về kế hoạch tịch thu tài sản của Nga là một điều chưa từng có và phức tạp. Anh chuyển đạn uranium nghèo cho Ukraine. Anh cho biết đã chuyển hàng ngàn quả đạn xe tăng Challenger 2 tới Ukraine, trong đó có đạn xuyên giáp uranium nghèo, động thái bị Nga chỉ trích gay gắt. Trả lời chất vấn từ nghị sĩ, quốc vụ khanh lực lượng vũ trang Anh James Hippie xác nhận đạn uranium nghèo dành cho xe tăng Challenger 2 do Anh sản xuất đã đến Ukraine. Số vũ khí này hiện do lực lượng vũ trang Ukraine kiểm soát. Ông Hippie cho biết, Bộ Quốc phòng Anh không giám sát các địa điểm quân đội Ukraine khai hỏa đạn xuyên giáp uranium nghèo. Khi được hỏi liệu chính phủ có trách nhiệm giúp làm sạch đạn uranium nghèo được sử dụng ở Ukraine sau xung đột hay không, Bộ trưởng Anh cho biết họ không có nghĩa vụ phải làm như vậy, thay vào đó nhấn mạnh nhu cầu cấp thiết của Ukraine. Đại sứ quán Nga tại Anh hôm nay ra tuyên bố nói rằng các câu trả lời của ông Hippie là minh chứng nghiệt ngã cho sự tàn nhẫn trong chính sách của phương Tây về leo thang toàn diện cuộc xung đột ủy nhiệm mà chính họ gây ra ở Ukraine. Rõ ràng phương Tây có ý định biến Ukraine không chỉ trở thành trường bắn chống Nga mà còn là bãi thải phóng xạ sẽ gây hậu quả nghiêm trọng đối với sức khỏe của người dân địa phương và môi trường trong khu vực. Tuyên bố nêu, chúng tôi kêu gọi giới chức Anh đừng nuôi hy vọng hão huyền rằng sẽ thoát tội khi họ đang cố đẩy mọi trách nhiệm cho lực lượng vũ trang Ukraine. Phát biểu tại New York, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho rằng Anh cần hiểu rõ trách nhiệm của mình khi cung cấp đạn uranium nghèo cho Ukraine. Ngoại trưởng của Serbia chỉ trích Ukraine vì bỏ phiếu trắng với việc Kosovo xin gia nhập Ủy hội Âu Châu, cảnh báo là Belgrade có thể thay đổi lập trường đối với Kiev. Tôi phải nói rằng Ukraine đã khiến cho chúng tôi bất ngờ một cách khó chịu. Ngoại trưởng Serbia là Ivica Dačić cho biết, sau khi Ủy ban Bộ trưởng Ủy hội Âu Châu bỏ phiếu về việc kết nạp Kosovo làm thành viên của tổ chức này, nỗ lực của Kosovo nhận được 33 phiếu thuận, 7 phiếu chống và 5 phiếu trắng, trong đó có Ukraine. Armenia thì không tham gia bỏ phiếu. Để gia nhập Ủy hội Âu Châu, ứng viên cần được tối thiểu là 2/3 số thành viên ủng hộ. Với kết quả này, Ủy ban của Bộ trưởng Ủy hội Âu Châu đã chấp thuận và chuyển trường hợp của Kosovo đến Hội đồng Nghị viện của Ủy hội Âu Châu để ra quyết định cuối cùng. Bạn có biết chúng tôi khó khăn thế nào khi bỏ phiếu cho những nghị quyết lên án xâm phạm toàn vẹn lãnh thổ Ukraine? Nhưng khi liên quan đến toàn vẹn lãnh thổ của chúng tôi thì họ lại bỏ phiếu trắng. Politica đã dẫn lời của ông Dačić cho biết. Serbia cho rằng Ukraine bỏ phiếu trắng cũng đồng nghĩa với việc ủng hộ Kosovo gia nhập Ủy hội Âu Châu. Ông Dačić nhấn mạnh, quan điểm đối ngoại của Serbia là có đi có lại. Điều này chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến lập trường của Serbia trong tương lai. Tổng thống Serbia là ông Aleksandar Vučić cũng tuyên bố là sẽ có những thay đổi cơ bản và sâu sắc ở trong chính sách đối ngoại, nhưng không nêu cụ thể. Ông cảm ơn những nước đã bỏ phiếu phản đối Kosovo như là Cyprus, Tây Ban Nha, Romania, Azerbaijan và Georgia. Đồng thời bày tỏ thất vọng về quyết định của một số quốc gia ủng hộ Kosovo như là Bosnia, Herzegovina, Montenegro và Hy Lạp.
89 người chết trong thảm sát rừng Sakahola. Giới chức Kenya tìm thấy 89 thi thể liên quan một thủ lãnh giáo phái bị nghi kêu gọi tín đồ nhịn ăn đến chết để gặp Chúa Giêsu. Ngoài con số 73 người đưa ra hôm qua, chúng tôi đã phát hiện thêm 16 thi thể, nâng tổng số thi thể tìm thấy lên 89. Bộ trưởng Nội vụ Kenya Kithure Kindiki nói vào hôm nay khi đến hiện trường trong rừng Sakahola gần thị trấn miền đông Malindi. Hầu hết thi thể nằm trong các ngôi mộ tạm, số khác được tìm thấy còn sống sót nhưng trong tình trạng suy kiệt và tử vong sau đó. Sự việc được mô tả là thảm sát rừng Sakahola. Giới chức Kenya bắt đầu phong tỏa và tìm kiếm trên khu vực rộng 325 hectare trong rừng Sakahola từ ngày 21 tháng 4 sau khi nhận tin báo về hàng chục ngôi mộ tạm trong trang trại của Mackenzie Mthandre, thủ lĩnh giáo hội tin lành quốc tế. Mthandre bị cáo buộc đã kêu gọi các tín đồ nhịn ăn đến chết để gặp Chúa Giêsu. Ông Kidinki cho biết giới chức Kenya đã giải cứu được 34 người. Giới chức Kenya cảnh báo số người chết có thể còn tăng khi Hội đồng Thập tự Kenya đã tiếp nhận thông tin hơn 200 người mất tích. Nhiều tín đồ cho là đang lẫn trốn trong rừng. Netenge đã bị cảnh sát bắt và truyền thông Kenya đưa tin người này quyết tuyệt thực trong thời gian chờ ra tòa. Chúng tôi cho rằng Mackenzie sẽ phải ngồi tù cả đời, ông Kidinki nói. Thêm rằng đồng phạm của thủ lĩnh giáo hội cũng phải đối mặt hình phạt nghiêm khắc. Cảnh sát Kenya đã bắt 14 người liên quan. Tổng thống Kenya William Ruto cho hay đã chỉ đạo giới chức điều tra tận gốc sự việc, mô tả Nhenge là tên tội phạm kinh khủng đóng giả làm thủ lĩnh giáo hội. Tên lửa thử nghiệm của Thụy Điển đã rơi xuống lãnh thổ của Na Uy. Nhà chức trách Thụy Điển xác nhận trục trặc xảy ra khi tên lửa Texas 58 được phóng thử nghiệm từ trung tâm vũ trụ Esrange ở nằm về miền bắc của nước này. Theo Tập đoàn Vũ trụ của Thụy Điển, tên lửa đã di chuyển theo quỹ đạo dài hơn và chệch ra phía tây hơn một chút so với kế hoạch, rồi rơi xuống vùng núi ở độ cao là 1.000 mét sau khi bay vào trong lãnh thổ của Na Uy 15 cây số, cách địa điểm hạ cánh dự kiến ban đầu khoảng 40 cây số về phía tây bắc. Reuters dẫn lời của phát ngôn viên của Tập đoàn Vũ trụ Thụy Điển cho biết, vị trí rơi xuống của tên lửa thử nghiệm cách các khu dân cư gần nhất của Na Uy đến 10 cây số. Công ty đã liên lạc với nhà chức trách của Thụy Điển và Na Uy ngay sau khi sự việc xảy ra. Trọng tải nghiên cứu của tên lửa đã được thu hồi và vận chuyển trở lại bãi phóng Esrange bằng trực thăng. Hiện nay không có báo cáo về trường hợp thương vong nào ở trong sự việc. Công ty đang tiến hành điều tra nguyên nhân của vụ việc. Việc phát triển và thử nghiệm Texas 58 nằm ở trong một chương trình do Cơ quan Vũ trụ Âu Châu ủy quyền. Tên lửa này đã bay lên độ cao 250 cây số với 3 thí nghiệm vi trọng lực. Hai trong số các thí nghiệm, tức mang tên là VIPER và P-Wave, có liên quan đến nghiên cứu chuyển đổi xanh, trong khi thí nghiệm thứ ba có tên gọi là ICAPS, để nhằm điều tra về quá trình hình thành hành tinh. Và đó là những phần tin liên quan đến thế giới, thưa quý vị. Sau một vài thông tin thương mại, xin mời quý vị theo dõi các bản tin Hoa Kỳ. Cảm ơn quý vị khán thính giả giữ làn sóng của Đài Sài Gòn TV và sau đây là phần tin Hoa Kỳ. Mỹ đưa hệ thống HIMARS và Patriot tập trận cùng Philippines. Ngày 26 tháng 4, quân đội Mỹ và Philippines diễn tập phóng tên lửa Patriot và hệ thống tên lửa HIMARS trong cuộc tập trận quân sự chung lớn nhất từ trước đến nay. Đây là lần đầu tiên Manila và Washington mô phỏng cuộc tấn công trên biển và thực hiện cuộc tập trận bắn tên lửa ở Biển Đông. Cuộc tập trận được tổ chức nhằm tăng cường năng lực quân sự của Philippines, đồng thời thể hiện sự ủng hộ của Mỹ đối với đồng minh Đông Nam Á. Trong cuộc tập trận, 6 quả tên lửa từ hệ thống tên lửa chính xác HIMARS của Mỹ nhắm bắn vào một tàu hải quân Philippines đã ngừng hoạt động neo đậu cách bờ biển khoảng 20 km. Tên lửa Patriot, một trong những hệ thống phòng không tốt nhất thế giới, cũng được Mỹ sử dụng trong cuộc tập trận. Các cuộc tập trận bắn đạn thật cũng có sự tham dự của các đơn vị pháo binh trên bộ và một máy bay trực thăng Bell AH-1 Cobra bắn tên lửa vào các mục tiêu nổi ngoài khơi. Gần 18.000 binh sĩ đã tham gia cuộc tập trận này. Hoạt động bao gồm việc cho các máy bay trực thăng hạ cánh xuống một đảo của Philippines ngoài khơi mũi phía bắc của đảo Luzon. Phát ngôn viên của cuộc tập trận Balikatan, Đại tá Michael Logico của quân đội Philippines khẳng định, cuộc tập trận chung giữa Mỹ và Philippines không nhằm vào một quốc gia cụ thể. Lý do chúng tôi thực hiện cuộc tập trận này là nhằm chứng tỏ khả năng phối hợp tác chiến với các đối tác của Mỹ, vốn cũng là đồng minh hiệp ước quân sự Mỹ và Philippines. Tối cao pháp viện đã phán quyết không cho phép chuyển những vụ kiện của các công ty dầu mỏ ra khỏi tòa án địa phương, tiểu bang và đưa lên các tòa án liên bang.
Có 5 tiểu bang và một số chính quyền thành phố đã đệ đơn kiện một số công ty dầu mỏ lớn như là Exxon, Suncor hay là Chevron. Cáo buộc những công ty này có hành động khiến cho công chúng hiểu lầm về vai trò sản phẩm của họ trong vấn đề biến đổi khí hậu. Để đối phó thì các công ty dầu mỏ đã đâm đơn lên tối cao pháp viện với đa số bảo thủ, tìm cách đưa lên tòa ra khỏi cấp độ tiểu bang, nơi mà họ sẽ phải đối mặt với bồi thẩm đoàn, tìm cách đưa lên cấp độ liên bang. Đánh giá quyết định từ chối của tối cao pháp viện, ông Richard Wise, chủ tịch của Trung tâm Liêm Chính Khí Hậu, nói rằng đây là chiến thắng lớn cho các cộng đồng dân cư trên khắp đất nước, những người đang đấu tranh để bắt các đại công ty dầu hỏa phải chịu trách nhiệm và trả giá cho những gì mà họ đã gây cho môi trường. Nhiều công ty có liên quan, đặc biệt là công ty Exxon, đã trở thành tâm điểm chỉ trích. Hồi tháng 12, Ủy ban Giám sát Hạ viện cáo buộc các công ty nhiên liệu hóa thạch là nguyên nhân khiến cho những người dân phụ thuộc nhiều vào nhiên liệu hóa thạch và không có ý định theo đuổi kỹ thuật năng lượng sạch. Một số công ty có liên quan cũng bắt đầu sử dụng những dạng năng lượng sạch hơn. Trong khi đó, Tổng thống Joe Biden thừa nhận nhiên liệu hóa thạch vẫn sẽ thống trị ngành năng lượng trong tương lai gần và vừa đồng ý phê chuẩn dự án dầu mang tên là Willow đang gây ra tranh cãi. Ông Antonio Guterres, Tổng thư ký của Liên Hiệp Quốc, từng tuyên bố rằng các công ty khai thác năng lượng hóa thạch ngay từ thập niên 70 hoàn toàn ý thức được rằng các sản phẩm của họ đang nướng địa cầu của chúng ta. Tâm điểm chú ý sau khi ông Biden tuyên bố tranh cử, những cái tên phụ trách chiến dịch của Tổng thống Joe Biden đang dần lộ diện trong bối cảnh ông vừa đưa ra tuyên bố tái tranh cử vào sáng hôm thứ Ba. Ngoài những cái tên mới, phần lớn chiến dịch tái tranh cử của ông Biden sẽ được điều hành bởi đội ngũ cố vấn thân cận đang làm việc cùng ông tại Tòa Bạch Ốc, cùng một số nhà quản lý chiến dịch tranh cử thành công của đảng Dân Chủ trong những năm qua. Bà Julie Chavez Rodriguez đang là cố vấn cao cấp của Tổng thống và Giám đốc Văn phòng các vấn đề liên chính phủ của Tòa Bạch Ốc đã được chọn làm người đứng đầu chiến dịch tranh cử 2024 của ông Biden. Nhà hoạt động lâu năm của đảng Dân Chủ Michael Tyler được nhận định sẽ đảm nhiệm trọng trách Giám đốc truyền thông. TJ Ducklow, một trong những trợ lý của ông Biden vào năm 2020 và bị buộc từ chức vào tháng 2 năm 2021 do có hành vi thiếu tôn trọng với một nữ nhà báo, được dự báo trở lại phụ trách chiến lược truyền thông. Cựu trợ lý thư ký báo chí Tòa Bạch Ốc Kevin Munoz, người phụ trách truyền thông về đại dịch COVID, sẽ là người phát ngôn cho chiến dịch của Tổng thống Biden. Một số cố vấn cao cấp của các chiến dịch tranh cử thượng nghị sĩ thành công tại các tiểu bang chiến lược trong những năm gần đây cũng được dự báo sẽ đầu quân cho ông Biden. Nổi bật nhất trong số này là Quentin Fox, cựu quản lý chiến dịch tranh cử của thượng nghị sĩ tiểu bang Georgia Raphael Warnock. Cái tên còn lại là Emma Brown, người phụ trách chiến dịch tranh cử của thượng nghị sĩ Mark Kelly ở tiểu bang Arizona. Trả lời Bloomberg, các nguồn tin cho biết quá trình thảo luận về đội ngũ tranh cử của ông Biden vẫn đang diễn ra và phần lớn các vị trí vẫn chưa tìm được cái tên phù hợp. Donald Trump nói rằng Tổng thống Biden là tổng thống tệ hại nhất lịch sử. Bạn có thể chọn ra 5 tổng thống tệ nhất lịch sử của nước Mỹ, đặt cạnh nhau và nhận ra rằng họ không gây ra thiệt hại nào như là những gì mà Joe Biden đã gây ra cho đất nước của chúng ta. Donald Trump đã ra tuyên bố vài giờ sau khi Tổng thống Biden thông báo quyết định chạy đua vào Nhà Trắng năm 2024. Donald Trump cáo buộc ông Biden chịu trách nhiệm cho hàng loạt thất bại, từ mở cửa biên giới với Mexico, dẫn thế giới đến bờ vực của đệ tam thế chiến. Cựu Tổng thống đã liệt kê các vấn đề lạm phát tồi tệ nhất trong nửa thế kỷ, cũng như chuỗi 24 tháng thực tế lương thực tế đã giảm, giá xăng dầu tăng, tình trạng vô gia cư và tội phạm là những minh chứng về nhiệm kỳ Tổng thống đầy tai hại và thất bại của ông Joe Biden. Nga đang hợp tác với Trung Quốc, Iran thì sắp có bom nguyên tử và Ukraine bị tàn phá bởi một cuộc chiến sẽ không bao giờ xảy ra nếu như tôi là Tổng thống, Donald Trump nói như vậy. Hầu như không thể tưởng tượng được rằng Biden thậm chí còn nghĩ đến việc ra tái tranh cử. Chưa bao giờ có sự tương phản lớn hơn giữa hai chính quyền liên tiếp trong lịch sử Hoa Kỳ. Chính quyền của chúng tôi vĩ đại hơn của họ đã bị thất bại. Cựu Tổng thống Hoa Kỳ còn kêu gọi các nhà tài trợ quyên góp cho chiến dịch tranh cử của ông ta để khởi đầu cho sự kết thúc của chính quyền Biden. Hầu hết các cuộc thăm dò gần đây cho thấy ông Trump dẫn suýt soát trước ông Biden. Tuy nhiên, cuộc khảo sát của NBC News được công bố vào ngày 23 tháng 4 cho thấy hầu hết người Mỹ không muốn cả hai người ra tranh cử vào năm 2024.
Cựu Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern gia nhập Đại học Harvard. Cựu Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern, người vừa từ chức Thủ tướng và rút lui khỏi chính trường hồi đầu năm nay, cho biết sẽ đến làm việc tại Đại học Harvard. Ngày 26 tháng 4, bà thông báo về một bước ngoặt mới trong cuộc đời mình. Tôi sẽ gia nhập trường Đại học Harvard với tư cách là một nhà nghiên cứu. Điều đó không chỉ cho tôi cơ hội chia sẻ kinh nghiệm của mình với người khác, mà còn cho tôi cơ hội học hỏi. Theo hãng tin Reuters, Đại học Harvard cho biết bà Jacinda Ardern sẽ gia nhập trường Harvard Kennedy, trường chính sách công của Đại học Harvard ở Cambridge, tiểu bang Massachusetts, và trung tâm Berkman Klein, trung tâm nghiên cứu của Đại học Harvard. Tại trường Harvard Kennedy, bà Ardern sẽ trở thành thành viên nhóm lãnh đạo công chúng toàn cầu Anthropolis năm 2023 và là thành viên trong trung tâm lãnh đạo công chúng của trường bắt đầu từ mùa thu này. Chia sẻ thêm trên Instagram, bà Jacinda Ardern nói rằng vai trò của bà tại trung tâm Berkman Klein sẽ không chỉ là cơ hội để làm việc với cộng đồng nghiên cứu của trung tâm, mà còn để giải quyết những thách thức xung quanh sự phát triển của các công cụ trí tuệ nhân tạo. Tiểu bang Georgia bỏ lệnh cấm mua bán rau muống. Sau những cuộc đấu tranh bền bỉ của cộng đồng gốc Á, tiểu bang Georgia đã chính thức dỡ bỏ lệnh cấm mua bán rau muống. Rau muống là món ăn ưa thích của nhiều dân tộc châu Á. Tuy nhiên, ở tiểu bang Georgia, trong một thập niên, việc mua bán và trồng rau muống là hoạt động bất hợp pháp. Các chuyên gia cho rằng đây không phải là một loài thực vật bản địa. Rau muống có thể vượt qua các tuyến đường thủy của tiểu bang, gây hại cho các loài rau bản địa. Hành động này phản ánh một cuộc tranh cãi đang diễn ra giữa các nhà sinh vật học, các nhà lập pháp và những người ủng hộ cho người nhập cư về việc liệu các loài thực vật không có nguồn gốc từ Georgia có thể trồng ở tại tiểu bang này hay không. Trước đây, khi còn bị cấm mua bán, người dân Georgia sẽ lén mang rau muống từ Florida và Texas về. Người ta bán loại rau này ở trong các bãi đậu xe của cửa hàng tạp hóa, trên xe hơi của họ và bán tận nhà ở tại các tiệm nail, nhà thờ và chùa chiền. Trong hơn một thập niên, Hồng Kông Supermarket đã bắt đầu thu thập chữ ký điện tử của người dân và ở siêu thị để đề nghị tiểu bang hợp pháp hóa việc mua bán và trồng rau muống. Cùng với cộng đồng dân nhập cư châu Á, họ đã thu thập được hơn 100.000 chữ ký ủng hộ hợp pháp hóa việc mua bán rau muống. Cơ quan nông nghiệp Georgia dự kiến trong năm nay, rau muống sẽ được trồng ở tiểu bang này. Hiện tại thì các giới chức vẫn đang nghiên cứu liệu tiểu bang có thể trở thành tiểu bang thứ 5 sau California, Florida, Hawaii, Texas cho phép trồng loại rau này hay không và bằng cách nào. Tesla chuẩn bị xuất cảng xe sản xuất ở Trung Quốc sang Canada. Lần đầu tiên xe Tesla sản xuất ở Trung Quốc được xuất sang Bắc Mỹ, dự kiến xe sẽ có mặt trên thị trường từ tháng 5 đến tháng 7. Hiện tại tất cả sedan và SUV của Tesla bán tại Mỹ và Canada đều được sản xuất ngay tại Bắc Mỹ, nhưng điều này sẽ thay đổi. Hãng Tesla đang chuẩn bị xuất hàng ngàn chiếc Model Y phiên bản giá rẻ từ nhà máy ở Trung Quốc sang Canada. Cuối tuần trước, Tesla cho biết xe Model Y phiên bản tiêu chuẩn mới sẽ sớm được bán ở Canada với giá rẻ hơn 10.000 đô la Canada, tương đương 7.380 Mỹ Kim so với phiên bản tiêu chuẩn Long Range hiện tại là 69.990 đô la Canada. Xe Model Y sản xuất ở Trung Quốc dùng pin LFP có khả năng chạy 394 km sau mỗi lần sạc đầy, trong khi bản đang bán ở Mỹ và Canada dùng hệ dẫn động cầu sau dùng cụm pin công suất cao hơn, có thể chạy 449 km sau mỗi lần sạc đầy. Thông thường, xe Tesla sản xuất ở Thượng Hải được bán ở thị trường nội địa Trung Quốc và xuất sang châu Âu, nhưng chưa bao giờ tới Bắc Mỹ. Và đó là những bản tin Hoa Kỳ. Chúng tôi sẽ trở lại cùng phần tin Á Châu trong giây lát. Xin mời quý vị vẫn giữ màn hình. Và sau đây là những phần tin liên quan đến Á Châu, thưa quý vị. Chủ tịch Trung Cộng Tập Cận Bình đã có cuộc điện đàm với Tổng thống Ukraine. Ông Tập Cận Bình ngày hôm nay vừa điện đàm với Tổng thống Ukraine Zelensky sau khi Kyiv đã nhiều lần bày tỏ mong muốn có một cuộc thảo luận thượng đỉnh về chiến sự. Sergei Nikiforov là phát ngôn viên của Tổng thống Zelensky cho biết hai nhà lãnh đạo đã có cuộc trao đổi qua điện thoại kéo dài gần một giờ. Trung Quốc sẽ cử các đại diện đặc biệt đến Ukraine và tổ chức các cuộc đàm phán với tất cả các bên về giải quyết cuộc khủng hoảng ở đây. Chủ tịch Tập Cận Bình thông báo với ông Zelensky trong cuộc điện đàm. Theo đài truyền hình trung ương của Trung Quốc là CCTV đưa tin, ông Tập cho biết là Trung Quốc sẽ nỗ lực để hướng đến việc ngừng bắn ở Ukraine càng sớm càng tốt. Nhấn mạnh đàm phán là giải pháp duy nhất cho cuộc xung đột. Trung Quốc luôn đứng về phía hòa bình và duy trì lập trường cốt lõi là thúc đẩy các cuộc hòa đàm.
Tôi đã có một cuộc điện đàm kéo dài, đầy ý nghĩa với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Tôi tin rằng cuộc điện đàm này cũng như là việc bổ nhiệm đại sứ Ukraine ở tại Trung Quốc sẽ tạo ra động lực mạnh mẽ cho sự phát triển trong quan hệ song phương của chúng ta, Tổng thống Zelensky đã thông báo. Đây là cuộc điện đàm đầu tiên giữa hai lãnh đạo kể từ khi xung đột giữa Nga và Ukraine bùng phát. Trước đó, ông Zelensky đã nhiều lần bày tỏ mong muốn, được đối thoại với ông Tập và mời Chủ tịch Trung Quốc đến thăm Ukraine. Yu Jun là phó vụ trưởng vụ Á-Âu của Bộ Ngoại giao Trung Quốc, nói rằng cuộc điện đàm được tiến hành theo đề nghị từ phía Ukraine. Sự kiện thể hiện lập trường khách quan, không thiên vị của Trung Quốc trong các vấn đề về quốc tế và ý thức trách nhiệm của một cường quốc. Taliban tiêu diệt kẻ chủ mưu vụ đánh bom giết chết 13 lính Mỹ. Thủ lĩnh của phiến quân nhà nước Hồi giáo chi nhánh Afghanistan ISIS-K, kẻ bị cáo buộc chủ mưu của vụ tấn công đánh bom tự sát tại phi trường Kabul khi Mỹ rút quân khỏi Afghanistan, đã bị lực lượng Taliban tiêu diệt trong những tuần gần đây, giới chức Mỹ cho hay. Taliban, tổ chức đã nắm quyền kiểm soát chính phủ Afghanistan từ năm 2021, đối kháng với nhóm ISIS-K. Cũng theo nguồn tin, Mỹ không phối hợp với Taliban trong vụ tiêu diệt thủ lĩnh ISIS-K nêu trên. Washington cũng không biết về chiến dịch từ phía Taliban. Chúng tôi không tham gia chiến dịch này trực tiếp với Taliban. Chúng tôi không hợp tác với Taliban, nhưng chúng tôi nghĩ rằng kết quả này là quan trọng, giới chức cấp cao của chính quyền Biden nói. Theo giới chức này, không rõ vì sao Taliban cho đến nay vẫn chưa công khai nhận trách nhiệm khi giáng một đòn nặng nề như vậy đối với kẻ thù. Trong một tuyên bố, phát ngôn viên Tòa Bạch Ốc John Kirby đã xác nhận chiến dịch này, mô tả đây là một loại tổn thất về lãnh đạo cấp cao mà ISIS-K phải gánh chịu trong năm nay. Vụ đánh bom kinh hoàng tại phi trường Kabul, Afghanistan ngày 26 tháng 8 năm 2021, làm 13 quân nhân Hoa Kỳ và ít nhất 170 người Afghanistan thiệt mạng. Lệnh ngừng bắn ở tại Sudan đã đổ vỡ, thưa quý vị. Giao tranh tại Sudan bùng phát trở lại, bất chấp tuyên bố ngừng bắn của các phe tham chiến, giữa lúc nhiều người tìm cách chạy trốn ra khỏi Khartoum. Khi màn đêm buông xuống, phóng viên Reuters ghi nhận tiếng súng và tiếng nổ ở tại Omdurman là thành phố kết nghĩa với thành phố Khartoum ở trên sông Nile. Ở tại đây, quân đội Sudan dùng máy bay không người lái nhắm vào các vị trí của lực lượng phản ứng nhanh, đẩy lùi máy bay chiến đấu khỏi một nhà máy lọc nhiên liệu ở Bari. Một giới chức bệnh viện cho biết một vật thể rơi trúng và phát nổ ở tại trung tâm y tế Al-Rumi ở Omdurman khiến ít nhất là 13 người bị thương. Trước đó, quân đội Sudan và lực lượng RSF đã đồng ý ngừng bắn trong vòng 72 giờ, bắt đầu từ ngày 25 tháng 4 sau các cuộc đàm phán do Hoa Kỳ và Ả Rập Saudi làm trung gian. Giao tranh bắt đầu từ giữa tháng 4 đã biến các khu dân cư ở đây trở thành bãi chiến trường. Các trận oanh tạc pháo kích đã giết chết ít nhất là 459 người, làm bị thương hơn 4.000 người, phá hủy bệnh viện và gián đoạn quá trình phân phối lương thực ở tại quốc gia có khoảng 1/3 dân số phụ thuộc vào nguồn viện trợ. Cơ quan tị nạn Liên Hiệp Quốc dự báo hàng trăm ngàn người ở tại Sudan có thể chạy sang các nước láng giềng. Tình hình rất nguy hiểm, kể cả là ở những khu vực không có bắn phá. Một nhà báo người Pháp là Augustine Pasili đã cung cấp thông tin khi cô tìm cách vượt biên sang Ai Cập. Cô nói rằng không còn gì trong các cửa hàng, không có nước, không có thức ăn, mọi người đã cầm vũ khí như rìu và gậy khi họ đi ra ngoài. Tổng thống Nam Hàn gây tranh cãi dữ dội vì phát ngôn Nhật Bản không cần quỳ gối. Theo John Happ, trong bài phỏng vấn với tờ Washington Post trước chuyến thăm Mỹ, Tổng thống Yoon Suk-yeol nói rằng tôi không đồng ý với quan điểm người Nhật phải quỳ gối xin tha thứ vì những chuyện xảy ra từ 100 năm trước để có thể cải thiện quan hệ song phương. Ngay sau khi bài phỏng vấn kể trên được công bố, dư luận xã hội Nam Hàn đã dậy sóng phản đối. Đảng Dân Chủ đồng hành đối lập đã lên tiếng chỉ trích phát biểu của ông Yoon. Các nhà lập pháp đối lập nói rằng không thể tin nổi đây là phát ngôn của Tổng thống Nam Hàn. Phát ngôn của ông Yoon cũng trở thành đề tài nóng nhất trên các phương tiện truyền thông và mạng xã hội tại Nam Hàn. Văn phòng Tổng thống Nam Hàn đã phải lên tiếng làm rõ phát biểu của ông Yoon, nhấn mạnh ý của Tổng thống là suy nghĩ bài trừ Nhật Bản không hề có ích trong việc tăng cường quan hệ giữa hai nước trong tương lai. Tổng thống Yoon không đồng ý với việc phải bắt Nhật Bản quỳ gối mới cải thiện quan hệ, nhất là tại thời điểm Nam Hàn đang rất cần liên minh an ninh. Thật ấu trĩ khi muốn phủ nhận toàn bộ lịch sử trao đổi và hợp tác dài 1.500 năm chỉ vì một giai đoạn lịch sử đáng tiếc kéo dài chưa đầy 50 năm, một trợ lý của ông Yoon nói với Reuters. Nhật Bản và Nam Hàn có những vấn đề lịch sử phức tạp, nhạy cảm và nhiều tranh cãi liên quan đến thời gian phát xít Nhật chiếm đóng bán đảo Triều Tiên.
Hồi tháng 2 vừa rồi, Seoul đã công bố một kế hoạch bồi thường cho các nạn nhân bị Nhật Bản cưỡng bức lao động trong thời chiến. Thỏa thuận này được cho là nhằm cải thiện quan hệ hai nước, song việc không có sự tham gia trực tiếp của Nhật trong trách nhiệm bồi thường đã khiến một số nạn nhân tức giận. Thái Lan giảm giá điện vì nắng nóng vượt ngưỡng 50 độ C. Hãng tin Bloomberg đưa tin, Thái Lan sẽ giảm giá điện từ tháng sau để hỗ trợ cho người dân và doanh nghiệp phải vật lộn với thời tiết oi bức. Một số khu vực ở Thái Lan đã ghi nhận mức chỉ số nhiệt vượt qua 50 độ C. Nắng nóng khiến cho nhiều người dân bị đổ bệnh và hóa đơn điện của họ tăng vọt. Cơ quan quản lý năng lượng Thái Lan cho biết, nhu cầu sử dụng điện của nước này đã đạt đến mức cao chưa từng có trong những ngày qua. Chính phủ Thái Lan đã thông qua kế hoạch trợ cấp chi phí điện cho khoảng 23 triệu gia đình trong 4 tháng tới, với chi phí là 11.1 tỷ baht, tương đương với khoảng 322.5 triệu Mỹ kim. Phát ngôn viên của chính phủ cho biết, nắng nóng vốn là hậu quả của biến đổi khí hậu, được xem như là vấn đề đặc biệt đau đầu đối với các nền kinh tế nhập cảng năng lượng như là Thái Lan. Chủ đề về giá năng lượng được quan tâm hơn trong bối cảnh cuộc bầu cử dự kiến diễn ra vào tháng sau. Đảng đối lập phiêu Thái cam kết nếu họ thắng cử, họ sẽ ngay lập tức giảm giá điện cho người dân. Du khách có cơ hội nhận được 165 Mỹ Kim khi đến Đài Loan du lịch. Năm nay, mùa hè tại Đài Loan lại thêm phần hấp dẫn khi khách du lịch quốc tế ghé hòn đảo này từ ngày 1 tháng 5 có cơ hội rút thăm may mắn tại phi trường, nhận phần thưởng đến 5.000 đài tệ, tương đương 165 Mỹ Kim. Cụ thể, theo cơ quan du lịch Đài Loan, ưu đãi đặc biệt này áp dụng cho các du khách thuộc nhóm, khách tự do đến du lịch tự túc, khách không mang quốc tịch Đài Loan, nhập cảnh và lưu trú Đài Loan trong thời gian từ 3 đến 90 ngày. Các khách du lịch theo đoàn, mua tour du lịch đoàn từ công ty du lịch không được áp dụng chính sách trên mà sẽ được hưởng ưu đãi trực tiếp từ công ty du lịch. Việc ghi danh rút thăm có thể thực hiện nhanh chóng và dễ dàng, hoàn toàn qua hình thức online. Khi ghi danh thành công, du khách lập tức sẽ nhận được QR code rút thăm may mắn. Sau khi nhập cảnh Đài Loan, khách xuất trình QR code tại khu vực riêng ở ngay phi trường để tham gia rút thăm và nhận phần thưởng nếu trúng giải. Hoạt động chỉ áp dụng tại một số phi trường cụ thể gồm phi trường quốc tế Taoyuan TPE, phi trường Tùng Sơn Đài Bắc TSA, phi trường Đài Trung RMQ và phi trường quốc tế Cao Hùng KHH. Tờ báo Khmer Times đưa tin là Thủ tướng Campuchia ông Hun Sen bày tỏ ý định có thể tranh cử làm xã trưởng ở một địa phương nào đó trong trường hợp ông rời khỏi ghế thủ tướng. Cho đến khi chờ đến cuộc bầu cử năm 2027, tôi đang tính ứng cử làm xã trưởng ở một nơi nào đó. Thủ tướng Campuchia Hun Sen phát biểu khi chủ trì lễ trao bằng tốt nghiệp cho hơn 2.000 giáo viên và học viên tốt nghiệp ở tại Học viện Giáo dục Quốc gia. Theo ông Hun Sen, ông đang quan tâm tìm hiểu cơ chế làm việc của chính quyền cấp xã. Tôi không có quyền đề cử xã trưởng vì chức danh này cần phải được thông qua bầu cử, nhưng tôi cũng muốn thử khả năng tranh cử sau khi mãn nhiệm. Theo ông Hun Sen, nếu trở thành xã trưởng, ông có thể tìm hiểu thêm về cách làm việc của công chức địa phương cũng như là học hỏi kinh nghiệm từ những người đang làm công việc này. Thủ tướng Hun Sen vào tháng trước thông báo, Đảng Nhân dân Campuchia cầm quyền đã tìm được thế hệ lãnh đạo mới tiềm năng, đồng thời ám chỉ kế hoạch sẽ lui về hậu trường. Và đó là những phần tin liên quan đến Á Châu, thưa quý vị. Sau một vài thông tin thương mại, xin mời quý vị theo dõi các bản tin Việt Nam. Và kính thưa quý vị, sau đây là phần tin Việt Nam. Công an Việt Nam bắt hơn 50 người vụ 4 tiếp viên sách ma túy như thế nào? Ngày 26 tháng 4, Công an Sài Gòn cho biết sau một tháng điều tra vụ 4 tiếp viên Vietnam Airlines mang hơn 11 kg ma túy từ Pháp về Việt Nam, Công an thành phố và giới hữu trách phát hiện thêm 6 chuyến hàng có chứa ma túy đã được đưa về nước trên cùng tuyến đường vận chuyển này. Ma túy được giấu trong các kiện hàng hóa, kem đánh răng, thực phẩm chức năng. Trong quá trình điều tra, Công an Sài Gòn đã phối hợp Viện Kiểm sát Nhân dân Sài Gòn, các đơn vị trong và ngoài ngành công an làm rõ thủ đoạn của đường dây tội phạm xuyên quốc gia này. Ngoài việc lợi dụng 4 tiếp viên hàng không để vận chuyển ma túy giấu trong hàng hóa về nước, băng tội phạm này còn tìm kiếm những người Việt đang học tập, định cư tại Pháp hay dịch vụ chuyển phát nhanh hàng hóa quốc tế để thuê xách loại hàng này. Khi ma túy về đến phi trường Tân Sơn Nhất, Nội Bài, nhóm tội phạm sử dụng dịch vụ giao hàng nhanh trong nước để giao cho một người ở Đồng Nai, tách thành từng kiện riêng, tiếp tục vận chuyển bằng đường bộ giao cho các đầu mối tại Sài Gòn, Bình Dương. Ma túy sau đó được chia nhỏ gửi đi tiêu thụ ở nhiều tỉnh thành. Tính đến ngày 26 tháng 4, giới hữu trách đã khởi tố 22 vụ án, bắt tổng cộng 65 người về hành vi mua bán, vận chuyển, tàn trữ trái phép chất ma túy, không tố giác tội phạm và che giấu tội phạm. Lực lượng chức năng thu giữ tổng cộng gần 50 kg ma túy các loại,
2 khẩu súng và hàng loạt tang vật khác. Ngoài xử hình sự 65 người, giới hữu trách còn giải quyết vi phạm hành chính 12 người khác. Trước đó sáng 16 tháng 3, cán bộ hải quan cửa khẩu phi trường quốc tế Tân Sơn Nhất phát hiện dấu hiệu bất thường trong hành lý của 4 tiếp viên Vietnam Airlines đi chuyến bay từ Pháp về. Kiểm tra, giới hữu trách tìm thấy tổng cộng hơn 11 kg ma túy. Ngày 26 tháng 4, Bí thư Thành ủy Sài Gòn là Nguyễn Văn Nên đã tiếp xã giao ông Bezdetko Grenandi Sepanovich là đại sứ của Nga tại Việt Nam. Trong buổi tiếp, Bí thư Nguyễn Văn Nên khẳng định trọng trách hiện tại của hai bên là tiếp nối mối quan hệ song phương truyền thống bằng cách ngày càng mở rộng mối quan hệ và đi sâu trong những lĩnh vực quan trọng như kinh tế, đầu tư, thương mại, du lịch, văn hóa, ngoại giao, v.v. Hai bên cũng bàn về định hướng trước mắt, trung hạn và dài hạn của Sài Gòn, bao gồm những điều kiện cần để tăng cường hợp tác thương mại, đầu tư, văn hóa, giáo dục, quản lý đô thị với thành phố kết nghĩa là Saint Petersburg. Ngay trong quý 1, tuy kinh tế còn nhiều khó khăn, nhưng đầu tư của Nga liên tục đứng vào top cao. Ông Nên bày tỏ mong muốn đẩy mạnh quan hệ hợp tác ngoại giao nhân dân để giúp những lĩnh vực khác đi theo, cùng nhau phát triển mạnh mẽ. Đại sứ Nga cho biết doanh nghiệp Nga vẫn dành mối quan tâm đặc biệt với thị trường của Việt Nam. Đồng thời phía Nga cũng rất mong muốn sự tăng cường hiện diện của các doanh nghiệp lớn của Việt Nam tại Nga. Khẳng định phía Nga luôn chào đón và tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp và các nhà đầu tư Việt Nam khi họ đến Nga. Ông Sepanovich cũng bày tỏ hy vọng sớm nối lại đường bay thẳng giữa hai nước, tạo động lực mới cho mối quan hệ hợp tác, nhất là trong lĩnh vực du lịch, vì du khách Nga rất mong chờ để được quay lại Việt Nam. Quảng cáo "Tôi cam kết chữa bệnh dứt điểm" lan tràn trên YouTube. Sau khoảng thời gian ngắn tưởng chừng đã biến mất, người dùng YouTube không khỏi bất ngờ khi lại bị quảng cáo thuốc đông y, thực phẩm chức năng quấy rầy lan tràn trên YouTube. Trước đó, nửa cuối năm 2022, làn sóng quảng cáo thuốc đông y, thực phẩm chức năng với nhiều tác dụng được phóng đại, vô căn cứ, nổi tiếng như "Nhà tôi ba đời chữa" từng được cơ quan quản lý chấn chỉnh. Trong một sự kiện tổ chức cuối năm 2022, ông Lê Quang Tự Do, trưởng cơ quan phát thanh truyền hình và thông tin điện tử cho biết hơn 2.000 quảng cáo phóng đại sai sự thật đã bị gỡ bỏ trên YouTube trong vòng 6 tháng nhờ cơ chế kiểm soát mới, nhiều hơn 3 năm trước cộng lại. Trong nhóm này có rất nhiều quảng cáo theo dạng "Nhà tôi có ba đời chữa bệnh" hay "Cam kết chữa khỏi". Đại diện cơ quan này từng thừa nhận việc thiếu hợp tác giữa cơ quan phụ trách thông tin điện tử với cơ quan phụ trách cấp phép thuốc, thực phẩm chức năng, khám chữa bệnh thuộc Bộ Y tế, cũng như tình trạng chưa có cơ chế gỡ bỏ một lượng lớn nội dung từ Google, YouTube đã khiến các thần y tấn công không gian mạng. Đến nay, khi phát hiện nội dung khả nghi về thuốc và khám chữa bệnh, cơ quan phát thanh truyền hình và thông tin điện tử cho biết sẽ chuyển thông tin đến cơ quan y tế để thẩm định và sau đó yêu cầu Google ngăn chặn diện rộng bằng thuật toán. Chùa Đá, tức là Thạnh Động Tự ở Đà Tĩnh, được xây dựng trên triền đồi rộng hơn 3.000m2 với nhiều hạng mục quan trọng như là am tháp, các tòa thượng điện, trung điện, hạ điện. Am tháp chôn cất xá lỵ của nhà sư, hạng mục quan trọng nhất để chùa Đá được xếp hạng vào di tích lịch sử văn hóa, đã bị phá hủy hoàn toàn. Sự việc khiến cho Phật tử, người dân và chuyên gia tiếc nuối. Tương truyền hơn 600 năm trước, một số nhà sư đến chùa Đá để tu hành. Sau khi viên tịch, xá lỵ của họ được cất giữ trong các mộ tháp của vườn chùa. Trong đó có di cốt của nhà sư nổi tiếng là Phan Lĩnh, Mai Phúc Thông và Võ Chân Nhân. Qua thời gian, chùa Đá thay đổi nhiều so với nguyên trạng. Dấu vết kiến trúc sót lại chính là am tháp được làm bằng đất nung nằm ở bên cạnh cây thị cổ thụ. Am tháp cao hơn 2m, rộng 1m, ở phía sau tòa thượng điện. Bên trong đặt các hộp xá lỵ của nhà sư. Am tháp được ghi nhận là một trong những tháp chùa đẹp nhất mang đặc trưng kiến trúc Phật giáo vào cuối thời Hậu Lê ở tại Hà Tĩnh. Chùa được tỉnh Hà Tĩnh công nhận là di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh từ năm 2015. Tuy nhiên, hồi đầu tháng 4, người dân địa phương đã bất ngờ khi thấy am tháp cổ bỗng dưng biến mất. Khu đất nơi đặt am tháp trước đây nay trở thành ruộng bắp. Xá lỵ của các nhà sư được chuyển sang chôn cất tại am tạm thờ mới được xây bằng bê tông đặt ở trước cửa ra vào nhà chùa. Tại buổi làm việc với Sở Văn hóa của Hà Tĩnh và chính quyền huyện Đức Thọ, sư thầy Thích Nhuận Lợi phụ trách về quản lý chùa Đá nói rằng do hiểu sai về giá trị và thấy am thấp xuống cấp cho nên đã phá hủy chứ không cố tình. Nhà sư nhận lỗi và xin được khôi phục lại tháp theo bản gốc. Theo xử phạt hành chính, đại diện của Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Hà Tĩnh cũng cho biết Sở đang yêu cầu xã có biện pháp kiểm điểm sư thầy Thích Nhuận Lợi vì đã tự ý phá hủy di tích. Tôm hùm xanh ngọc bích ở Viện Hải Dương Học lột vỏ trước mắt du khách.
Ngày 26 tháng 4, con tôm hùm xanh ngọc bích quý hiếm đã lột vỏ sau hơn một năm được đưa về nuôi dưỡng tại Viện Hải Dương Học, tỉnh Khánh Hòa. Theo ông Hồ Sơn Lâm, trưởng phòng kỹ thuật nuôi vật sinh vật biển Viện Hải Dương Học cho biết, ở lần lột vỏ này, con tôm đã không lột được hết, vì vậy nên chiếc càng bên trái đã bị đứt theo bộ vỏ. Tuy nhiên vì là loài giáp xác, càng của tôm sẽ mọc lại dần trong tương lai. Con tôm hùm quý hiếm này sau lột vỏ vẫn giữ được màu ngọc xanh. Theo ông Lâm, điều này khẳng định màu sắc đặc biệt này có được do đột biến gen. Sau khi lột vỏ, tình trạng sức khỏe của con tôm khá yếu. Các cán bộ kỹ thuật của Viện Hải Dương Học đang bổ sung các chất dinh dưỡng như vitamin A, vitamin C, canxi giúp tôm nhanh chóng hồi phục, tạo lại vỏ cứng và tăng sức đề kháng. Phần vỏ tôm đang được bảo quản đông lạnh và sẽ được gửi cho bộ phận chế tác nhằm giữ lại màu xanh quý hiếm của vỏ tôm, phục vụ cho việc trưng bày sau này. Ông Lâm nói thêm rằng, tôm hùm thường lột vỏ với chu kỳ một năm một lần. Sau khi lột vỏ, tôm sẽ có khối lượng và kích thước tăng hơn trước. Công an ở thành phố Buôn Mê Thuột đã đưa một số phần cây xanh về trụ sở để điều tra, sau khi các cây xanh này đã ngã đổ và đè lên người đi đường trong một trận dông lốc. Số cây xanh này được công an xem như là tang vật tại hiện trường cho nên được đưa về để tiếp tục điều tra. Tờ Người Lao Động đã dẫn báo cáo của Công ty Cổ phần Đô thị và Môi trường Đắk Lắk cho biết. Trước đó, trong trận dông lốc vào hôm 22 tháng 4, tại Buôn Mê Thuột đã có 5 cây bị ngã đổ và 62 cây ngã cành ở trên đường phố và các nơi công cộng. Trong đó, một cây xanh cổ thụ đã ngã đè lên một người phụ nữ 26 tuổi đang chạy xe gắn máy ngang qua. Người dân xung quanh đã xuống và cùng nhau dỡ cây lên để kéo người phụ nữ này ra và đưa cô đi cấp cứu. Cây gây ra tai nạn là sao đen, có đường kính thân ở trên là 50cm, đã bị bật gốc, ngã và chắn ngang qua đường. Trong một tai nạn khác vào cùng ngày, một nhân viên điện lực đã bị thương khi bị một cây sao đen khác gãy cành đè trúng. Tờ Lao Động dẫn lời một người giấu tên giải thích việc công an đưa cây xanh về đồn là để phục vụ cho công tác tiếp nhận điều tra, làm rõ vụ việc nghiêm trọng này. Một số người trên mạng xã hội đã mỉa mai hành động chưa từng thấy này của công an Buôn Mê Thuột. Có người nói rằng nếu nhân rộng mô hình này thì sau các cơn bão ở miền Trung, đồn công an nào chứa được hết tang vật. Cũng có người nói vui rằng cây gây án bị áp tải về đồn để hỏi cung và khai ra đồng phạm là gió. Nguyễn Phương Hằng sắp hầu tòa có thể bị 2 đến 7 năm tù. Chiều 26 tháng 4, Viện Kiểm sát Nhân dân ở Sài Gòn đã truy tố, chuyển hồ sơ qua tòa để xét xử bà Nguyễn Phương Hằng, 52 tuổi, Tổng Giám đốc Công ty Đại Nam về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân với khung hình phạt 2 đến 7 năm tù, theo báo Tuổi Trẻ. Ngoài bà Hằng, 4 người gồm tiến sĩ luật Đặng Anh Quân, cựu giảng viên Đại học Luật Sài Gòn, Nguyễn Thị Mai Nhi, 40 tuổi, trợ lý của bà Hằng, Lê Thị Thu Hà, 31 tuổi, nhân viên công ty Đại Nam và Huỳnh Công Tân, 29 tuổi, trưởng phòng truyền thông công ty Đại Nam bị truy tố với vai trò đồng phạm với bà Hằng. Ngoài việc đưa thông tin về giới nghệ sĩ, nhà báo, đỉnh điểm là trong một buổi livestream trước hôm bị bắt, bà Hằng đã kể lễ công ơn giúp đỡ với ông Phan Văn Mãi, chủ tịch ở Sài Gòn, thời còn làm bí thư tỉnh Bến Tre và trách mắng ông Mãi là người vô ơn, thiếu đạo đức để Trung ương biết mà không bầu vào chức vụ cao hơn. Ngoài vụ án này, công an ở Sài Gòn cũng bắt tạm giam nhà báo Hằng Ni, luật sư Trần Văn Sĩ về cùng tội danh lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân sau khi xác minh đơn tố giác tội phạm của ông Huỳnh Uy Dũng và bà Hằng. Đề cập chuyện bà Hằng Ni và bà Hằng cùng bị bắt về cùng tội danh lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân, luật sư Ngô Anh Tuấn bình luận trên trang cá nhân. Sắp tới đây chúng ta sẽ được chứng kiến những phiên tòa vô cùng hiếm gặp, đó là hai người tố cáo nhau với cùng một dạng hành vi và cả hai đều bị khởi tố bằng hai vụ án khác nhau với cùng một tội danh, người là bị hại của vụ án này, đồng thời là bị cáo của vụ án kia và ngược lại. Phú Thọ huy động khoảng 1.000 cảnh sát bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông ở tại lễ hội, đặc biệt là khu di tích lịch sử Đền Hùng. Ban tổ chức Giỗ Tổ 2023 dự kiến khoảng 8 triệu lượt du khách về Đền Hùng, tức là gấp 8 lần năm ngoái, nên vấn đề bảo đảm an toàn giao thông không xảy ra kẹt xe được chú trọng. Công an của Phú Thọ cho biết là đã phối hợp với cơ quan cảnh sát giao thông và công an của các tỉnh như là Yên Bái, Lào Cai, Tuyên Quang, Vĩnh Phúc, Hòa Bình và Hà Nội phân luồng từ xa để nhằm hạn chế phương tiện đi qua khu vực lễ hội. Tại khu di tích Đền Hùng, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an của tỉnh Phú Thọ đã khảo sát vị trí bãi để xe hơi, phối hợp với ngành giao thông, lắp thêm nhiều biển báo hiệu ở trên các tuyến quốc lộ để nhằm hướng dẫn du khách đi lại thuận tiện. Phó trưởng Phòng Cảnh sát Hình sự
thuộc về Công an Phú Thọ cho biết đã phối hợp với cơ quan nghiệp vụ của Bộ Công an và Công an của các địa phương lân cận để lên danh sách về đối tượng hình sự trộm cắp, móc túi để có biện pháp giám sát và ngăn chặn từ sớm. Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội đã thành lập các đoàn kiểm tra cơ sở kinh doanh ngành nghề có điều kiện ở trên địa bàn Phú Thọ, tập trung vào các nhà nghỉ, khách sạn, massage, karaoke, cầm đồ để nhằm phát hiện và ngăn chặn những kẻ xấu từ địa bàn khác đến đây ẩn nấp để thực hiện những hành vi phạm tội. Bên cạnh lực lượng công khai thì cảnh sát hình sự và ma túy cũng sẽ sắp đặt đến hàng trăm trinh sát hóa trang để làm nhiệm vụ tại các đền, trong khu di tích và địa điểm vui chơi, giải trí để nhằm phát hiện và bắt giữ những người có vi phạm. Giỗ Tổ Hùng Vương, lễ hội Đền Hùng 2023 diễn ra từ ngày 20 đến ngày 29 tháng 4, tức là từ mùng 1 đến ngày mùng 10 tháng 3 âm lịch. Một doanh nghiệp du lịch cho rằng giá vé máy bay đến Việt Nam cao sau đại dịch khiến nhiều khách không muốn đến Việt Nam. Tháng 4 tại thành phố Nha Trang, bà Phạm Thiên Trang, giám đốc chi nhánh Lux Group chia sẻ đầu năm 2023, một công ty thành viên có đoàn khách Ý 30 người ghi danh sang Việt Nam trong 16 ngày. Tuy nhiên vì giá vé máy bay quá cao và không có đường bay thẳng, khách hàng quyết định thay đổi lịch trình. Một đoàn khách khác từ nước Anh cũng đã chuyển sang Thái Lan với lý do nước này có đường bay thuận tiện và giá vé tốt hơn. Bà Trang cho biết giá vé máy bay đến Việt Nam từ các nước Anh và Đức đã cao gấp đôi so với thời điểm trước năm 2019. Năm 2022, khách quốc tế đến Việt Nam chỉ đạt 3,5 triệu lượt, khoảng 70% so với kế hoạch và bằng 19% so với kết quả năm 2019. Quý 1 năm 2023, khách quốc tế đến Việt Nam bằng 60% so với cùng kỳ năm 2019. Sáng hôm nay, ông Nguyễn Phước Bửu Nam là Chủ tịch của Hội đồng Trị sự Nguyễn Phước Tộc cho biết là đã cùng với Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế, cùng với Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Chuỗi Giá trị, cùng tiến hành lễ khởi công xây dựng lại ngôi mộ của bà Cửu Gia Tài Nhân, họ Lê Thụy Thục Thuận, là một trong số các người vợ của vua Tử Đức. Ngôi mộ này nằm trên bãi đất được quy hoạch làm bãi đậu xe, phục vụ nhu cầu tham quan hai di tích Lăng Vua Tử Đức và Lăng Vua Đồng Khánh. Vào năm 2017, trong quá trình thực hiện dự án bãi đỗ xe, công ty Chuỗi Giá trị của Huế đã san ủi ngôi mộ này. Sau gần 6 năm bị ngưng lại, đến nay dự án bãi đỗ xe phục vụ di tích Lăng Vua Tự Đức đã được triển khai trở lại, sau khi các bên liên quan cơ bản đã tìm được tiếng nói chung. Việc khởi công xây dựng lại lăng mộ của vợ vua Tự Đức này là bước khởi đầu cho việc triển khai các bước xây dựng bãi đỗ xe nói trên. Lăng mộ của bà Tài Nhân sẽ được giữ nguyên vị trí cũ, khoanh vùng diện tích khoảng 200m2. Quanh ngôi mộ sẽ được trồng cây xanh tạo ra cảnh quan và lối vào lăng. Và đó là những phần tin liên quan đến Việt Nam, thưa quý vị. Sau một vài thông tin thương mại, xin mời quý vị theo dõi các bản tin địa phương. Và kính thưa quý vị, sau đây là phần tin địa phương. Xả súng tại đại lộ Danh Vọng Hollywood dấy lên lo ngại về an toàn cho người lao động. Một số người sống và làm việc xung quanh đại lộ Danh Vọng Hollywood của Los Angeles đã bày tỏ lo ngại về sự an toàn tại địa điểm này sau các vụ xả súng trộm cắp. Vào hôm Chủ nhật, hai người đã bị bắn bên ngoài một cửa hàng tiện lợi ở ngã tư đại lộ Hollywood và đại lộ Wilcox. Los Angeles Fox đưa tin, 10 ngày trước đó, một người đàn ông đã bị bắn vào đầu trên đại lộ Danh Vọng từ nhà hát Trung Quốc TCL trong một cuộc ẩu đả giữa hai nam và một nữ. Greg Donovan, được mệnh danh là đại sứ Hollywood, nói với hãng tin Fox ở Los Angeles đã từng có sự hiện diện của cảnh sát ở đây, cưỡi ngựa, tuần tra bằng xe đạp. Giờ họ không còn ở đây nữa. Một người đàn ông có quầy bán mũ trên đại lộ Danh Vọng nói với Fox ở Los Angeles rằng mọi người ăn trộm đồ từ quầy hàng của anh ta hàng ngày. Những người tranh đấu cho quyền của người khuyết tật đã đệ đơn kiện lên tòa liên bang, lật ngược lại luật trợ tử với can thiệp của y khoa của tiểu bang California, theo tờ báo OC Register đưa tin. Những người chống luật trợ tử California lập luận rằng các thay đổi gần đây khiến cho những người mắc bệnh nan y nhưng chưa đến mức đe dọa đến tính mạng có thể tự sát bằng thuốc vì đã được bác sĩ kê toa quá dễ dàng. Luật trợ tử nguyên thủy ban đầu của tiểu bang được thông qua vào năm 2016, cho phép người lớn bị bệnh nan y được bác sĩ kê toa cho thuốc để chấm dứt cuộc đời. Những người chống đối thì nói rằng phiên bản sửa đổi có hiệu lực vào năm ngoái đã loại bỏ các biện pháp bảo vệ quan trọng và vi phạm hiến pháp của Hoa Kỳ cũng như luật bảo vệ người khuyết tật. Đơn kiện được đệ trình tại tòa liên bang ở Los Angeles lập luận rằng những người khuyết tật và thuộc chủng tộc của thiểu số có thể tận dụng luật này để tự tử vì ít có cơ hội được chăm sóc sức khỏe thích hợp. Đồng thời họ cho rằng những người này có thể bị chính xác các thành viên ở trong gia đình của họ gây ra áp lực buộc họ phải kết thúc cuộc sống.
California là một trong 10 tiểu bang cùng với Washington DC có luật trợ tử. Những tiểu bang khác là Colorado, Hawaii, Maine, Montana, New Jersey, New Mexico, Oregon, Vermont và Washington. Người đàn ông Mỹ bắn chết bạn gái gốc Việt rồi tự sát tại California. Một người đàn ông Mỹ bắn chết bạn gái gốc Việt rồi tự tử được phát hiện trong một căn nhà ở Palm Valley, California. Theo cảnh sát, đây có thể là một vụ giết người rồi tự sát. Đài phát thanh KNX 1070 News Radio, nạn nhân bị bắn là bà Janet Vũ Thúy Phạm, 34 tuổi. Còn người bắn chết bà rồi tự tử là ông Wyatt James Rock, 36 tuổi. Thông tin trên do trung sĩ Michael Woodruff, phát ngôn viên sở cảnh sát Orange County, nơi phụ trách khám nghiệm tử thi nạn nhân cung cấp. Theo nhật báo The Orange County Register, có người gọi 911 sau khi nghe cãi nhau lớn tiếng trong một phòng ngủ của căn nhà tọa lạc khu 17.000 trên đường Santa Susan, gần góc đường Newland và đường Warner khoảng 5 giờ 30 phút sáng. Khi tới nơi, cảnh sát thấy hai người chết trong phòng ngủ. Cảnh sát viên Henry Su thuộc sở cảnh sát Palm Valley cho biết khẩu súng được sử dụng là súng trường. Theo ông Su, hai người có quan hệ với nhau trong nhiều năm. Họ thường cãi nhau nhiều lần trước đây và cảnh sát phải đến để can thiệp, nhưng chưa bao giờ có xô xát. Bản tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình tin tức của Đài Sài Gòn TV. Quý vị cũng có thể chọn xem lại chương trình này tại channel YouTube của chúng tôi là Sài Gòn TV 57.5. Kính chúc quý vị một buổi tối bình an và hạnh phúc. Xin trân trọng kính chào.